Ngày 8 tháng 10, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho thấy đang tạm giữ hình sự Trần Hoàng Ba 1990, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên để tiếp tục khảo sát làm rõ về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Diễm ngụ cùng xã với Ba, anh Nguyễn Thị Không ngụ xã Tây Yên Nga, huyện An Biên. Chắc do thấy mái ấm gia đình chị Diễm quá nghèo nên tên cướp mới đem tiền trả lại. Ảnh Hiền Đệ. Theo kết quả khảo sát ban đầu, anh Đông một đêm thời điểm giữa tháng 4 năm 2019, lợi dụng lúc mái ấm gia đình chị Diễm đang ngủ say, cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, ba lẻn anh Đông bên trong trộm một điện thoại thông minh di động rồi tẩu thoát. Thấy đi trộm quá dễ dàng, ba bịt mặt đến nhà chị này để trộm tiếp. Khi đến nơi, ba thấy chị Diễm đang ở nhà với đứa con nhỏ. Dù thấy chị Diễm đang ngủ nhưng do sợ bị phát hiện nên ba ra sau bếp lấy một con dao, kề sát anh đô cổ chị Diễm khống chế cướp được hơn 300.000 đồng trong túi áo. Đến khoảng 8 giờ hôm sau, ba đến nhà chị Diễm trả lại số tiền đã cướp anh yếu chị này không được trình báo công an. Vì lúng túng phục thù nên chị Diễm đồng ý. Đến khoảng 1 giờ sáng, ngày 5 tháng 9, bà đi ngang nhà chị Khôn thì phát hiện cả nhà chị này đang ngủ say nhưng lại không khóa cửa nhà không tồn tại đàn ông. Lòng tham nổi lên, bà liền đẻ ngang đô trong lấy trộm một chiếc máy tính bảng. Sau đó, bà thấy chiếc smartphone của chị Khôn để trong mùng nên định ra tay lấy luôn luôn nhưng bị phát hiện. Bà liền rút dao kề cổ, khống chế chị Khôn cướp thêm 500.000 đồng ăn đôi buông tay ăn loại 18K nhưng bị công an bắt giữ.